Ca sĩ Quang Vinh ấn tượng trải nghiệm thú vị tại Sentosa. Quang Vinh chia sẻ lại hành trình thú vị tại đảo Sentosa cùng cô bạn địa phương Châu trong video series hình dung lại các khu phố Singapore cùng ca sĩ Quang Vinh. Cơn bão săn vé concert Taylor Swift thời gian qua khiến du khách quốc tế dù chưa từng hay đã có dịp ghé thăm Singapore, hình dung về một Singapore mới mẻ, sôi động, là trung tâm của những sự kiện giải trí đình đám tầm cỡ quốc tế. Song bên cạnh dáng vẻ hiện đại, năng động, ốc đảo Sentosa cách trung tâm thành phố không xa, lại mang đến trải nghiệm thanh bình, xanh mướt khác lạ. Ca sĩ Quang Vinh đã có những trải nghiệm thú vị và đáng nhớ tại ốc đảo này cùng cô bạn Châu. Một người dân địa phương đã gắn bó với đảo Quốc Sư Tử từ bé đến lớn. Ngắm trọn đảo Quốc Sư Tử tại Ski Lift Sentosa. Điểm đầu tiên Quang Vinh và Châu ghé thăm trên đảo Sentosa là Ski Lift Sentosa, đài quan sát ngoài trời cao nhất tại Singapore mở cửa từ năm 2021. Thay vì được đặt trên những tòa tháp hay nhà cao tầng như thông thường, Ski Lift Sentosa nằm lơ lửng giữa trời cho phép du khách ngắm cảnh ở độ cao 79m so với mặt nước biển. Quang Vinh cùng Châu thưởng thức ly nước mát lạnh ở độ cao 79m so với mực nước biển tại Ski Lift Sentosa. Ngoài tận hưởng cảm giác được nhấc bổng lên không trung, du khách còn được thưởng thức những món thức uống mát lạnh, phục vụ giữa trời. Khi lên đến độ cao 79m, bạn sẽ cảm nhận rõ từng luồng gió lướt qua da, thả chân giữa không trung và chiêm ngưỡng khung cảnh trải dài từ thành phố Singapore đến hết quần đảo phía nam. Với cấu trúc xoắn ốc thẳng đứng, tạo hình như một chiếc khinh khí cầu, hành trình với Ski Lift Sentosa mang lại trải nghiệm mới lạ, thú vị cùng cảm giác thư thái giữa trời. Bạn có thể tận hưởng cảm giác phóng tầm mắt ra xa với không gian ngắm cảnh panorama 360 độ tại số 41 Imbia, Sentosa, từ 10h21h30 hàng ngày. Thách thức trọng lực với đường hầm gió lớn nhất thế giới Ever Singapore. Nếu chuyến bay Ski Lift Sentosa chưa đủ mê mẩn, bạn có thể theo chân Quang Vinh cùng Châu tới Ever Singapore, trải nghiệm cảm giác bay lượn thực sự. Đây là một trong những đường hầm gió lớn nhất thế giới được thiết kế mô phỏng hoạt động nhảy dù. Thay vì tham gia khóa đào tạo tốn kém để nhảy dù từ máy bay, bạn chỉ cần vài phút tập theo hướng dẫn để trải nghiệm cảm giác rơi tự do trong môi trường được kiểm soát chặt chẽ tại Ever Singapore. Quá ấn tượng với thử thách, ca sĩ Quang Vinh khuyên mọi người nên đến Ever Singapore trải nghiệm ít nhất một lần trong đời. Du khách có thể trải nghiệm cảm giác bay lượn giữa không trung tại số 43 Siloso Beach Walk 0101. Ever Singapore mở từ 11 giờ đến 22 giờ thứ tư và 9 giờ đến 22 giờ các ngày còn lại trong tuần. Thưởng thức phong vị châu Mỹ tại nhà hàng view đẹp nhất Sentosa Panamican. Sau những trải nghiệm mới mẻ để lại ấn tượng sâu sắc, Quang Vinh và Châu lại tiếp tục khám phá những khía cạnh mới của ốc đảo Sentosa qua ẩm thực. Nhà hàng Panamican nằm trên đỉnh đồi duy nhất tại Singapore là điểm đến được họ lựa chọn để trải nghiệm và giới thiệu với du khách. Nơi đây được mệnh danh là một trong những nhà hàng có view ngắm cảnh đẹp nhất đảo Quốc Sư Tử và luôn nằm trong top gợi ý nên đến cho du khách quốc tế. Tại đây, cảm hứng châu Mỹ đầy sức sống được thể hiện qua những gam màu rực rỡ của tranh tường, bầu không khí ấm cúng cùng những món hải sản và thịt nướng hấp dẫn trên bếp lửa. Bạn có thể chọn bàn ăn ngoài ban công, vừa đón gió, vừa ngắm cảnh biển đầy thơ mộng. Quang Vinh cùng Châu đã có một bữa ăn thịnh soạn với các món mặn, hải sản đa dạng, kèm theo đó là thức uống mát lạnh, tiếp thêm năng lượng sau buổi sáng khám phá và vận động. Du khách có thể thưởng thức các món ngon của Panamican tại số 27 Bukit Manis RD, Sentosa Golf Club. Nhà hàng mở cửa vào các khung giờ, 12 giờ đến 15 giờ và 17h22h30 từ thứ hai đến thứ năm, 12h00 thứ sáu, thứ bảy và 12h22h30 vào chủ nhật. Thử thách đua xe với đường trượt xuyên rừng Skilling Luger Singapore. Sau bữa ăn thịnh soạn, Quang Vinh cho biết muốn thử sức với trò chơi tốc độ. Châu đã nghĩ ngay đến Skilling Luger Singapore, một trong những đường đua xuyên rừng nổi tiếng tại đảo quốc, hứa hẹn thỏa mãn khát khao tốc độ của người bạn Việt Nam. Khác với các đường đua go kart thông thường, Skilling Luger Singapore mang lại cho du khách trải nghiệm sảng khoái hơn với 4 tuyến đường riêng biệt kèm các khúc cua bất ngờ và những đoạn chạy xuyên qua vòng cây. Du khách có thể thử thách tốc độ và rủ bạn bè, người thân cùng tham gia cuộc đua thú vị này tại số 45 Siloso Beach Park Sentosa vào lúc 11h-19h30 từ thứ 2 đến thứ 5 và chủ nhật. Riêng thứ 6, 7
Skilling Luger Singapore mở cửa từ 10 giờ đến 21 giờ. Ngắm vũ điệu thiên nhiên trên bờ biển Magikan So. Khép lại một ngày khám phá đảo Sentosa, Châu đưa Quang Vinh đến với bãi biển Ma Thuật, cùng thả mình thư giãn với trải nghiệm đa giác quan tại Magikan So, tọa lạc ngay trên bãi biển Siloso. Đây là một trong những điểm đến đáng ghé thăm nhưng lại không mất phí tại đảo quốc. Bạn có thể hòa mình vào vũ điệu ánh sáng, nhảy múa trên nền cát trắng và lắng nghe âm thanh rì rào của sóng biển. Trải nghiệm này được nhiều du khách đánh giá là sự kết hợp giữa nghệ thuật và thiên nhiên bình yên hiếm có giữa lòng thành phố sôi động như Singapore. Cầm trong tay những chiếc vợt, Quang Vinh và Châu đuổi bắt đàn cá màu sắc. Cùng lúc đó là cảnh tượng bãi biển được bao phủ bởi những chùm pháo hoa rực rỡ. Các hiệu ứng hình ảnh thay đổi liên tục hứa hẹn sẽ là trải nghiệm buổi đêm đáng nhớ. Du khách có thể đến đây từ 19h30, 21h30 thứ hai, thứ năm để trải nghiệm bữa tiệc ánh sáng âm thanh độc đáo này. Quang Vinh tiết lộ, dù đã từng đến Sentosa nhiều lần nhưng lần nào trở lại, anh cũng tìm thấy những trải nghiệm mới mẻ. Đặt vé ngay để bắt đầu hành trình khám phá ốc đảo Sentosa ngay dịp hè này theo lịch trình gợi ý trên để có trải nghiệm đáng nhớ giống nam ca sĩ. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.